Cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc chiến lâu dài, cam go, quyết liệt. Chính vì sự quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, nhà nước Việt Nam đã củng cố niềm tin trong nhân dân và đó cũng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Nhằm mục tiêu làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch xuyên tạc rằng tham nhũng, tha hóa, biến chất là cái phổ biến và tất yếu của chế độ độc tài. Thậm chí có kẻ cho rằng chống tham nhũng thực chất là thanh trừng, đấu đá nội bộ, triệt hạ nhau để dọn đường cho phe cánh mình tiến thân trong nhiệm kỳ tới. Gần đây trên mạng xã hội có bài viết, công cuộc chống tham nhũng bộc lộ mặt trái của cơ chế, của một kẻ có tên Nguyễn Vũ Bình. Thật là quá lố bịch, trơ trẽn khi y rêu rao láo xược như vậy. Thứ nhất, tình trạng tham nhũng, tha hóa, biến chất về nhân cách là quốc tế nạn, chứ không phải chỉ xảy ra ở một vài quốc gia hay ở chế độ một đảng cầm quyền. Rõ ràng chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng, suy thoái, tha hóa, biến chất. Nhiều quốc gia không phải đảng cộng sản cầm quyền, tham nhũng xảy ra rất nghiêm trọng. Kể cả Nghị viện châu Âu cũng vừa vướng vào bê bối tham nhũng. Những điều trên đã khẳng định, bất cứ chế độ chính trị nào cũng đều có những kẻ tham nhũng, tha hóa, biến chất. Bởi đây là một hiện tượng mang tính xã hội, ở chế độ xã hội nào cũng có, không thể quy thành bản chất của chế độ độc đảng. Thứ hai, không thể cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng đang làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế và sự tắc nghẽn, đình trệ ở một số ngành nghề, lĩnh vực mới chỉ là bắt đầu. Cần phải nhận thức rằng, chính tình trạng tham nhũng làm suy giảm các lực lượng cạnh tranh vốn có của thị trường, gây ra sự cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Tham nhũng làm cạn nguồn đầu tư thuộc địa, làm giảm đáng kể các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tham nhũng không chỉ gây trở ngại cho hoạt động kinh tế vĩ mô, mà còn kìm hãm hoạt động của các hãng riêng lẻ. Cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam tạo động lực không ngừng cho đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư và Việt Nam. Chống tham nhũng hiệu quả sẽ tạo nên sự minh bạch trong các chính sách kinh tế, tài chính của Đảng, nhà nước. Chống tham nhũng hiệu quả sẽ làm trong sạch hệ thống chính trị, loại bỏ cán bộ thoái hóa, biến chất. Chống tham nhũng hiệu quả đồng thời sẽ thu hồi được nguồn vốn, tài nguyên lớn cho quốc gia, phục vụ nhiệm vụ xây dựng đất nước. Vậy thì, nói chống tham nhũng kìm hãm, làm chậm sự phát triển kinh tế đất nước là đúng hay sai? Đương nhiên đó là cách nói hàm hồ, xuyên tạc, bịa đặt, thiếu suy nghĩ của các thế lực thù địch, phản động và những con buôn chính trị, cơ hội chính trị khoác áo dân chủ nhân quyền. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quyết liệt trong điều hành của nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của nhân dân cả nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tha hóa, biến chất nhất định sẽ đạt nhiều thắng lợi.